Olympic Paris 2024 đang đi dần về những ngày cuối. Thể thao Việt Nam chỉ còn hai vận động viên là Trịnh Văn Vinh, cửu tạ, hạng cân 61kg nam và Nguyễn Thị Hương, canoeing, đua thuyền C1 200m nữ. Nguyễn Thị Hương còn non nớt trong lần đầu tham dự Olympic và hy vọng huy chương chỉ còn thuộc về Văn Vinh với vị trí top 6 thế giới hiện nay. Vào lúc 20 giờ hôm nay, ngày 7 tháng 8, Trịnh Văn Vinh sẽ thi chung kết cửu tạ nội dung 61kg nam. Có 12 lực sĩ tham gia tranh tài ở hạng cân 61kg và theo mức tạ đăng ký được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu với tổng cử 310kg có Li Fabin, Trung Quốc, Eko Irawan, Indonesia và Seijo Masida, Italy. Tiếp theo, Trịnh Văn Vinh và Ivan Dimov, Bulgaria dẫn đầu ở nhóm thứ 2 với 303kg. Cao hơn một chút so với John Seniza, Philippines 300kg, Mohammad Bin Kazan, Malaysia 298kg, Therapong Silachai, Thái Lan 294kg. Nhóm cuối gồm 4 lực sĩ có mức đăng ký từ 290kg trở xuống. Trong số này, đôi cử 31 tuổi người Trung Quốc hiện nắm cả kỷ lục thế giới 318kg lẫn kỷ lục Olympic 313kg và đang là độc cô cầu bại ở hạng cân này. Li Fabin có đầy đủ danh hiệu vô địch thế giới, châu Á, World Cup, giành huy chương vàng ASEAN, là đương kim vô địch Olympic và cũng mới đứng nhất vòng loại hồi tháng 4. Thêm một cái tên nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn là Eko Irawan, đô cử sinh năm 1989 đến từ xứ Vạn Đảo, chính là đương kim Á quân Olympic và sở hữu thành tích đáng khâm phục với lần thứ 5 dự Thế vận hội trong sự nghiệp. 4 kỳ trước, Eko đều giành huy chương với 2 huy chương đồng tại Bắc Kinh 2008, London 2012 và 2 huy chương bạc tại Rio 2016 và Tokyo 2021. Tại Olympic Paris 2024, Trịnh Văn Vinh cũng tái ngộ với nhiều đối thủ quen mặt khi 5 trong 12 tên tuổi tới từ Đông Nam Á. Sự xuất hiện của họ vừa là lợi thế nhưng cũng chính là áp lực cho Văn Vinh tới thời điểm này. Thái Lan, Philippines, Indonesia đều đã có huy chương. Văn Vinh vừa phải cố tìm kiếm huy chương của riêng mình, vừa phải giúp thể thao Việt Nam tránh cảnh trắng tay tại đại hội. Theo dự báo của giới chuyên môn, ngoại trừ Li Fabin là ứng viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng, cuộc đua tranh tới hai vị trí còn lại trong top 3 sẽ rất căng thẳng. Ít nhất 7 cái tên, bao gồm cả Trịnh Văn Vinh, đều có khả năng gây bất ngờ, dù lợi thế về kinh nghiệm thi đấu hay thể lực và sức trẻ là khác nhau. Cơ hội giành huy chương chia đều cho cả nhóm, nhưng sẽ kèm theo đó là nguy cơ tụt lại nếu không tạo được đột phá về thành tích. Nhìn từ hai giải đấu quan trọng gần nhất, gồm giải vô địch thế giới 2023 và vòng loại Olympic 2024, ba lực sĩ dẫn đầu đều có mức tổng cử từ 301kg trở lên. Như vậy, thành tích này cũng được coi như điều kiện cần để một đô cử nhen nhóm hy vọng tranh chấp huy chương. Bản thân Văn Vinh từng nhiều lần vượt qua mức tổng cử 300kg. Cá biệt ở SEA Games 2017 tại Malaysia, Văn Vinh đạt tổng cử 307kg. Trong đó, cử giật 135kg, cử đẩy 172kg khi thi đấu ở hạng 62kg. Đại hội thể thao trong nhà châu Á cùng năm đó, anh giành huy chương vàng với 302kg và cùng từng lên ngôi Á quân ASEAN Games 2018 với mức 299kg. Từ mức tổng cử 292kg ở giải vô địch thế giới hồi tháng 9 năm rồi, tương tự sau đó là ASEAN Games 19, Văn Vinh đã đạt thành tích 294kg tại giải gần nhất. Trong đó, thành tích cử giật của anh thời gian qua cũng cải thiện từ 128, 129 tới 131kg, còn kết quả cử đẩy dao động từ 161kg đến 164kg. Hơn ai hết, Văn Vinh hiểu rằng vượt qua 300kg là điều kiện cần để anh đua huy chương ngay sau khi có tên trong danh sách dự Olympic 2024. Anh chia sẻ, nhìn vào thành tích của đối thủ, tôi nghĩ mình phải có thành tích từ 300 đến 305kg mới có thể nghĩ đến việc tranh chấp huy chương. Ở tuổi 29, Văn Vinh cũng không còn nhiều thời gian ở Olympic. Quyết tâm cho lần tranh tài có thể là cuối cùng ở sân chơi đỉnh cao này. Quyết tâm lấy lại những gì đã mất sau án phạt 4 năm sẽ là động lực tinh thần cho Trịnh Văn Vinh, cũng là hy vọng cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic lần này. Olympic 2024 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 7 và bế mạc vào ngày 11 tháng 8, quy tụ gần 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ tranh tài với 32 môn thể thao với 329 bộ huy chương. Đoàn thể thao Mỹ có số lượng vận động viên đông nhất là 592 vận động viên, đứng tiếp theo là các đoàn thể thao Pháp với 573 vận động viên, Úc 460 vận động viên, Đức 428 vận động viên, Ý 403 vận động viên, Nhật Bản 393 vận động viên và Trung Quốc với 388 vận động viên. Ở kỳ Olympic gần nhất diễn ra tại Nhật Bản cách đây 3 năm, Mỹ và Trung Quốc có sự đua tranh quyết liệt trên bảng tổng sắp huy chương. Cuối cùng, Mỹ với 39 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 33 huy chương đồng đã xếp nhất toàn đoàn.
Trung Quốc về đích ở vị trí thứ 2 với 38 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Đứng ở các vị trí tiếp theo là đoàn thể thao Nhật Bản, Vương quốc Anh và Ủy ban Olympic Nga. Khi bắt đầu Olympic 2024, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 16 vận động viên, tranh tài ở 11 môn thể thao. Niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam được đặt vào vận động viên Trịnh Thu Vinh bắn súng, Trịnh Văn Vinh cử tạ và hai vận động viên môn bắn cung là Ánh Nguyệt và Quốc Phong. Với Trịnh Thu Vinh, lần đầu dự đấu trường danh giá và khắc nghiệt như Olympic, cô đã đạt được thành tích rất đáng khích lệ. Cô gái sinh năm 2000 tại Thanh Hóa đang khoác áo đơn vị Công an Nhân dân, hiện là vận động viên có thành tích thi đấu tốt nhất trong số 14 vận động viên của đoàn Việt Nam và đã dừng bước tại Olympic Paris. Sao thủ trẻ người Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp với quyết tâm cao độ. Đối thủ của cô là những xạ thủ hàng đầu thế giới như Lee Sue, Trung Quốc, hạng 10 thế giới, Kim Jae-jin, Hàn Quốc, hạng 7 thế giới, Jiang Zhanxin, Trung Quốc, hạng 3 thế giới và niềm hy vọng của Hungary, Veronika Mazo, người sở hữu 3 huy chương vàng World Cup bắn súng ISSF 2023 ở những nội dung súng hơi khác nhau, đồng thời cũng là vận động viên dẫn đầu vòng loại 10m súng hơi đơn nữ. Với tính chất của một ngày thi đấu tranh huy chương, áp lực của trận đấu này được đẩy lên ở mức cao nhất khi đối thủ của cô là những xạ thủ dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Kết quả chung cuộc, cô đã về đích thứ tư, dù chưa thể giành huy chương ở lần đầu tiên đến Olympic. Nhưng nguyên huấn luyện viên đội bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cũng đã nhận xét cô trên trang cá nhân. Chúc mừng Thu Vinh xếp hạng 4 chung cuộc, với những gì Thu Vinh thể hiện, chúng ta có quyền tự hào về Vinh. Với thành tích thi đấu ấn tượng, Trịnh Thu Vinh nhận được thưởng nóng 100 triệu đồng từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam và 2.000 USD từ cựu huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung. Cùng với đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam dự Olympic 2024 được thưởng 100 triệu đồng. Vận động viên Lê Thị Mộng Tuyền nhận 20 triệu đồng. Hai huấn luyện viên dẫn dắt vận động viên là Nguyễn Huy Hoàng và Bác Trung Gun cùng nhận 10 triệu đồng. Cho đến trước khi Olympic Paris 2024 khởi tranh, thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 5 tấm huy chương ở đấu trường này. Trong đó có 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trần Hiếu Ngân, môn Taekwondo hạng cân 57kg nữ, là vận động viên đầu tiên mang huy chương Olympic về cho thể thao Việt Nam. Hiếu Ngân giành huy chương bạc tại Olympic Sydney 2000, tổ chức ở Úc. Nhưng phải đợi đến Olympic Bắc Kinh 2008, vận động viên Hoàng Anh Tuấn cử tạ hạng cân 56kg nam mới mang về tấm huy chương thứ 2 cho thể thao Việt Nam. Hoàng Anh Tuấn cũng chưa thể lập nên lịch sử khi chỉ giành huy chương bạc và ngang bằng thành tích với Hiếu Ngân. 4 năm sau, tại Olympic 2012, vận động viên Trần Lê Quốc Toàn giành huy chương đồng nội dung 56kg nam môn cử tạ. Đây là huy chương đồng đầu tiên, cũng là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic. Olympic 2016 là kỳ thế vận hội thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 huy chương vàng 10m súng ngắn hơi nam và 1 huy chương bạc 50m súng ngắn nam. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên và duy nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic tính đến thời điểm hiện tại. Ở kỳ Olympic gần nhất diễn ra ở Nhật Bản năm 2020, thể thao Việt Nam tham dự với 18 vận động viên và đã ra về tay trắng. So với các nước trong khu vực, thành tích của thể thao Việt Nam thực sự quá khiêm tốn. Tại Olympic, Thái Lan đã giành 35 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Indonesia cũng đã có 8 huy chương vàng Olympic. Trong khi đó, Singapore dù mới giành 1 huy chương vàng như Việt Nam, nhưng tấm huy chương này lại đến từ môn bơi lội, một trong những môn thể thao quan trọng nhất của Olympic.